Cường à con? Dạ. Mẹ về đến đâu rồi mẹ? Mẹ đang trên đường về. Ừ, thế chú lái xe, chú bảo là khoảng một tiếng nữa là tới con ạ. Dạ vâng ạ. Thế tình hình ở nhà có cái gì không con? Này, không được giấu mẹ đâu nhá. Này cháu ấy có chuyện gì đấy? Có chuyện gì đấy ạ? Ừ, không biết có sao có người ta cười. Dừng xe mẹ lại. Con ạ, ừ, người bà đấy đứng ra chút đây. Alo. Cứ không là ai? Đi ngủ. Bà đừng để tôi mạnh tay đấy. Chúng tôi đang nói chuyện bình thường thì bỗng nhiên giọng mẹ tôi trở nên hốt hoảng, nói là có người chặn xe, rồi cuộc gọi bị gián đoạn và tôi không thể liên lạc lại được nữa. Thôi được rồi, có thông tin gì mới thì gia đình báo về cho chúng tôi nhé. Dạ. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Chào đồng chí. Chào anh. Dạ em nghe đây anh. Cậu đang ở đâu đây? Em đang đi tỉnh ạ. Thế có việc gì không ạ? Cường nó nghi mẹ nó bị bắt cóc. Nó báo công an rồi. Mẹ nó bị bắt cóc ấy ạ? Tình hình này cậu phải cẩn thận hơn. Tôi nhắc không thừa đâu. Dạ vâng. Em biết rồi ạ. Em chào anh. Trước mắt cậu về lục tung tất cả danh sách bạn bè, người quen rồi liên lạc ngay với họ. Về phía tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để xử lý. Mà cậu yên tâm, tôi tin là mẹ cậu không có chuyện gì đâu. Cảm ơn. Cường. Chào bác. Tình hình thế nào rồi? Dạ, đây là anh Hùng, bạn cháu bên công an thành phố. Dạ, cháu chào chú. Cháu vừa vào công an phường trình báo. Họ đã lập biên bản tiếp nhận và nói sẽ cố gắng hết sức. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu không chịu nghe tôi. Bây giờ thì đã sáng mắt ra chưa? Dạ, xin chú cứ bình tĩnh. Cháu tin là cô An hiện tại không có chuyện gì. Còn về phía chúng cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Các cụ xưa thường dạy, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Ở đời, muốn làm gì thì làm, cũng phải để dành cho mình một đường lui an toàn. Theo bác, phiên tòa vừa rồi, cháu cho tạm hoãn là hết sức thông minh. Nhưng muốn sáng suốt hơn nữa là ngay bây giờ, cháu xin rút lui an toàn. Với lý do là để cho người khác xét xử sẽ khách quan hơn. Cuối tuần này bác có mời mấy anh lãnh đạo trên tỉnh đi ăn sáng và uống cà phê, cháu thu xếp đi cùng nhé. Đây cũng là cơ hội để cháu tạo thêm mối quan hệ. Rồi sẽ có rất nhiều lúc cần đến mối quan hệ này đấy cháu ạ. Dạ, cháu cảm ơn. Nhưng cuối tuần này cháu có kế hoạch riêng rồi. Còn những lời khuyên của bác, cho dù bác có giận, cháu cũng xin phép được nói lại thế này. Cho dù cháu có gặp phải bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cháu vẫn quyết theo vụ này đến cùng. Cái gì? Gia đình anh hết lần này đến lần khác bị khủng bố, rồi cô thư ký bị tai nạn. Chừng đó áp lực vẫn không đủ để anh buông bỏ vụ này hay sao? Anh bất chấp bản thân anh thì anh cũng phải lo cho mẹ anh chứ. Hay là anh muốn sớm được lo hậu sự cho mẹ? Thưa bác,
Cháu xin lỗi. Nhưng cháu không phải là đứa con bất hiếu, và cháu cũng không phải là kẻ hèn nhá. Tôi lo cho anh và lo cho mẹ anh thì mới 5 lần 7 lượt khuyên can anh, nhưng anh vẫn khăng khăng quyết định như vậy. Thì thôi, tùy anh. Từ nay trở đi, anh muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không có ý kiến gì cả.